Vâng, xin chào các bạn nhá. Ở cái kho loa này hôm nay tôi lại làm tiếp một cái video từ đầu đến cuối quá trình cắt ghép để tạo ra một cái đôi loa vỏ loa cùng combo. Đó chỉ là phần thô thôi. Và sau khi làm xong thì các bạn mới hình dung như là cái quá trình làm nó diễn ra như thế nào. Video sau tôi sẽ làm một cái quá trình hoàn thiện đó và phối ghép đôi loa combo này. Xin mời các bạn nhá. Thiết kế trên máy tính nhá. Khoét thủng 18-2 đúng không anh? Đúng rồi. 94. Thank you.
dồn đấy chứ. Tưởng có còn cá nằm đi nữa. Thank you.